The struggle là khó khăn à? Được, rõ ràng anh già. Già dê, chắc thấy con này xinh quá. Đẹp kiểu người lại bảo xinh ạ, sao vứt đấy nhá. Hai vòng đỏ chót rồi anh ạ. Không ngạc nhiên, hãy nào, không ngạc nhiên. Tí thì... Rõ ràng, thằng già cứu à. Struggle là cuộc chiến đấu ấy. You should have done yourself favor and died while you had chance, Kroshka. Great. Ôi, bầm dập đá rơi thế mà người cũng sốt sẹo rồi đúng không? Thằng già này sắp chết rồi, thằng già này sắp chết. Where are you going? If you can move, leave. Con à, tao lại chơi con hả quân? Yeah. Thằng gì thằng già bỏ đi rồi kìa. Right. Roger that, Rasputin. Cái phần chơi này cho chơi single đấy. Có thể. Thế thì hơi xúc. Mà làm gì thế rồi nhỉ? Nó phải chẳng vẽ. Thế là sao nó ngồi để chiếu phim đấy. He would put up with me just as long as I pull my own weight. Yeah, yeah. Thằng già luôn nó không là cái bắn súng hay sao ấy. And that was my shitty start to 6 long months. Đấy, 6 tháng ở với thằng già thôi. Not bad. Đang thằng già sống đang đủ lương thực thêm con dở hơi và đói gấp đôi ạ. Đợi thì cho nó ăn, đến lúc bí thì sẻ thịt nó ăn. It's been about 8 weeks now since I lost track of Claire. The old man pulled my battered ass out of the wreckage and patched me up. Pin nữa. As for the bracelet, mine never changed color. And I never turned into one of those things. Lucky me, right? Đây là hai người. As soon as I was back on two legs. Rõ ràng mình vẫn là mình. Và đã cầm súng, và đã cầm súng. House rules. Can you use gun? Vãi nồi thôi. Hai súng nữa. Ngon à, điểm lành. Thôi cho tôi chơi thử con kia đi. Cút, cút gấp, cút gấp. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Mọi thứ về đúng quy đạo của nó rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Thằng về, thằng về, thằng về. Thế à? Thôi. Cút đi. Yeah. Yeah. Ui, mình chỉ bắn ngắm thằng kia. Thằng kia là chuyên bắn đục à? Kinh ấy, súng ống liên quan gì không? À, thịt màu, nó mình vẫn có cái ơ mà, ơ cái gì ấy? Nhanh nhanh hết giờ. Đi săn rồi. Đi bên nào vậy hả? Cho ngoài loot chưa? Vào đó vừa vào vừa từ trên không lấy ra mà đây hướng này đây rồi à, đây rồi à. Vẫn là giá trị của đèn pin đổi đi đổi kẹp bắn ngắm của em với tôi không bắn hà chơi thằng già chơi cho chót đi vãi nồi thằng nào chơi dần thì nhiều là có hẹn chứng kinh chơi con này chơi cho chót đi không phải thôi để chơi hộ yeah. Yeah. Rồi đi được ngáo rồi tìm lại à, tên chỉ cái kia thì tức là nó phải đi vòng núi đấy không? Rồi bao giờ đi thẳng như thế không? Úi dồi kìa, chặn băng vào khu nhà này. Thế sao lại xuất hiện từ bên này không biết? Ngon à, ngon à, tỉnh lành. Ôi cô kìa. Tí thì mất hàng chơi boss rồi. Boss của ai này chắc là chắc cũng không không biết còn lại còn hai tập nữa không hình như không à, có hai tập soi một con một thịt rồi nhanh nhanh một chút thôi năm 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 cái kìa ờ thấy rồi vừa thấy một con thỏ chạy qua rồi cái màu đen đập ừ, đến quá rồi nhiều ấy phần chơi này phần chơi sinh tồn thôi. Boss.
Sao tôi phơi nó không băng lên nhỉ? Ông có nhặt thịt không đấy? Có. Nó cộng 15 cái gì ấy, nhưng không người tăng. À, phải rồi. Đập rất nhiều, người tăng lên ít ạ. Súng súng đi cho nha anh, vẫn rồi. Súng nó cho đạn để... Bây giờ nó mình ngộ ra nhá. Lục bắn dễ hơn chứ tôi cầm ngắm tôi bắn thỏ chắc. Phí đấy mà. Kiếm này cái đống này. Xong có khả năng nó hết lần nữa nhỉ. Nó cho đầy đạn này này. Hướng đập bệnh rồi. Để recharge được vãi rồi. Mới đương nửa. Tao cáu rồi đấy. Tao cáu rồi. Đôi rồi. Ai rùa. Ôi sao con điện này to đấy. Ui. Con này to quá ông ơi. Đập không chết luôn. Có thể có chết bém luôn này. Spider meat cũng được ấy. Hả? Ồ, thằng quân ăn nhẹ đấy, ăn thịt đấy, quá là bận đấy rồi. Hài. Spider meat được còn 5. Chuột. Đấy, vào mà chơi con đấy. Con gì đấy? Đấy, hàng về đấy này, đợi tí. Gấu à? À, con lợn à? Tỉa đâu? Ôi, tôi chơi động vật ăn cỏ ấy. Ủa. Tốn máu ấy, con này có mất máu đâu. Mất mà, bây giờ là mất rồi. Chết rồi. Bây giờ là mất mạnh rồi. Mình bắn chuẩn thế chứ lại. Phải bắn rùa. Bắt đầu rồi, xác rồi. Có thể con này không có đâu. Đây à. Chết nhăn răng mà không có xác rồi. Có thỏ đây xong. Đây anh còn một túi nữa thôi, lợn. Làm ăn nhanh lên, đã cho ở ké rồi. Chính hai túi thì phải. Một con nữa thôi. Nhát, nhát nữa. Nên lên cái con ở nhờ kia phải rồi. À. Sống tầm gửi ạ. Chắc chắn. Đấy, cho đạn đấy, mà nhớ thì chắc là. Nó xuống gãy nhỉ. Ở đây rồi, cầu ở đây nè. Sao? Mình phải gánh nó rồi. Quay về. Tôi đi tiếp mà. Mình bây giờ mới là mình gánh nha. Nhanh không lợi? Đấy rồi, 80 mấy mét. Trời tối đến nơi rồi. Trời tối rồi, nhanh. Mình đưa khẩu ấy cho nó, mình cầm nó làm khóa này. Thở. Bột thịt, bột thịt. Nhà đây thằng kia. Ôi, thằng kia không nhặt được à? Ông chỉ ở đây súng ạ, mất nhiều thời gian rồi.
Mình quen. Good girl. We can continue on here. Oh, right. Let me just pull up my good girl petticoat so it doesn't get dirty. When you are gone, and forget. Yes, sir. Oh, yeah. Đấy, cổng này thôi. We've got what we need. Can we call it a day? Okay. This should be enough. Thank God. I can't wait to lie down. I don't. We finish early. You don't have a look. Educational. I thought that was it. I couldn't take another second of getting muscled around by some man who thought he knew better than me. Why don't we find a way off the island, I asked. Yet, he said, no point. You need face reality. His house, his rules. But I wasn't about to give up hope. Not yet. All I kept thinking about was my dad, actually. That night, I had a dream Barry was on his deathbed. He looked really sad. Nobody was with him. Nobody to nag. He had no fire left. When I woke up, I realized I'd been crying. Then the day came when I realized. The old man made me promise not to go out at night, but all we did during the day was hunt. I wanted to look for a way home, you know? But I ended up leading the rocks right to our house. And everything was busy. You bring them here. You make them go away. I'm sorry. Just let me out. I should make you go away. Cái cầm bé nó đi như vậy rồi. Không ra thế 17 đến như thế. Vâng. Nó là DLC để chơi của này ạ. Thằng kia cũng bị mất máu rồi, không còn bất tử nữa đâu. Ô vâng, nó. Wow. Gì? Tôi bất tử mà. Thấy rồi, hồi nãy thấy rồi. À, giường, cốc thèm, rác giường. Rác kìa. Đây, đạc. Dồi, mình cũng làm được nhá. Hà. Bây giờ ông chuyển thành chiến đấu rồi, chứ phải tự đạp là đúng rồi. Thì là con chuối mà xem. I have been doing this long time. Not experience, nor bullets. Đánh tất cả các loại anh lại thú. Có là DLC nó chỉ đến thế thôi. Tiếng mấy con quát. Đập ở đây. Đập. Đánh ở đây thôi. Phía là không quát. Không đâu. Mình chả lẽ dùng ngắm à. Bên kia nó rộng. Ôi đi nó khô.
Chắc chắn nó không còn thằng nào nữa. Nào mà mình đã cố gắng, bắt mình nhầm thằng rồi. Ui. Ui, một rừng ở đây này. Bom đi. Có nhìn cái gì đâu bom. Bắt thằng kia đứng kia chặt mình kinh nhá. Tôi làm được gì hơn đâu. Hai bắt súng lo bắn. Mới được bắn ngắm á. Ui. Đứng kia chặt luôn. Súng thì khổ. Chặt chết rồi. Chả lẽ bắn bén quá. Đợi cái ngay à? Sợ mất quá không? Súng đâu? Chị chiến binh thực sự đi xem nào. Quá là 100 mấy cái lực ạ. Không do thôi nhé. Hết béo máu luôn. Các thằng kia thì cứ đứng nó chặt à, bắn mới nhanh được chứ. Để tôi tí tôi bắn được con rùa cứt đấy. Thế rồi. Nãy được nước nhặt được đồ nghề gì không? Nó là vẫn còn. Ui, thằng nổ. Mình tự lo rồi. Ờ, lộn. Rõ ràng mình tự lo rồi. Hai cháu nữa. Sợ nó móc hơn. Nó sao? Hai này chắc hai chốt rồi. Mắng lộn lợn. Nhờ này láo với ông Châu ấy. Đủ vãi thôi. Không cần ha. Cái phép rồi. Thật là yên bình. Gì chết. Nó phi nhảy cảnh. Phi nhảy quá. Rồi, trăm viên. Sàng ạ. Correct. So we get in, get out. Chắc chả cầm lút. Ui dồi. Bắt đầu tính thời gian được trước rồi. Nhìn ngoài nó giống giống con trong ạ. Tinh thần kìa. Xong can đi quân, dọn đường cho nhanh. Được thôi. Không muốn nhiều. Ôi cái đạn à, khẩu được có 2 viên một lần. Ui, chảy máu rồi. Quả này thì gỡ một. Mà nó là chết rồi. Cứ phải K98. Vô đối được. Có khi con đấy dùng đèn pin dễ hơn. Hớp đi nào vãi nồi. Ồ, chứ kia vẻ nhỉ. Xuống dưới kia nhặt đồ rồi. Không, dừng không đến nha. Hết thời gian đấy.
Để hết thời gian, nhanh nhanh nhanh. Nó ăn với chai rồi. Ô chai rồi. Gà máu kìa quá. Ngon à, điểm lại. Không, ở dưới kia cơ. Đi thôi. Máu này. Gì đây? À, không biết. Cái gì đấy? Đằng sau, đằng sau. Ủa, một phát súng 3 luôn. Ủa. Snake meat luôn. Được cái gì không biết. Có thằng kia nhặt được không? Nhặt rồi, không không bỏ. Nhặt được không? Tôi chưa nhắm thôi. Thế không bỏ đi. Mình mất thời gian cho cái việc mua bộ thì cái gì cũng mất thời gian rồi. Ừ, rồi sao? Đánh nốt chỗ này đấy. Có xuống dưới kia lụt đồ đó thôi nhé. Nào kêu ấy. Bên này ạ. À? Ở đây đường xuống hả? Có đường xuống hả? Bắn rồi. Ơ. Hả? À nó nhảy. Cục cây đúng không? Cây này. Có bình xăng thôi. Mấy xăng thôi. 30 remaining. Ok. Bọn này sợ sợ đánh lén. Úi dồi. Sợ đánh lén hơn là. Không được không thật đó. Có phải hai viên ngắm là thằng hung thần của ta đi rồi. Con nàng giao việc bởi boss cho thằng anh già. Mình sống, mình tồn tại qua ngày rồi. Đạn à? Chưa xin biết thằng ngắm nào. Đấy. Hớp biết mẹ. Hoài bom. Thấy chưa? Ủa. Không để ý phải hàn cám thôi. Ui. Ủa, bên này thì có già, bạn có thằng to sát. Hai thằng này cho mình sao? Đẹp. Mình cảm ơn thì bạn. Ôi, bắn con này bằng đạn đấy thì phí đạn đấy thôi. À. Ui, thằng béo đến rồi. Ờ, đằng sau kìa. Bắn rồi, có cái gì dọn nhanh vào này không? Có. Có cho thằng béo bắn chết vào này. Ui, bắn rồi. Ô, cơ hội. Có thể là nó sẽ sắp luôn. Có vẻ như không. Sao? Mới được một nửa hả? Nãy giờ mới được một nửa. Thế sao không cho nhẹ nhiếc gì? Rồi lại uống một lũ chó. Cô xếp rồi. 16 con. 16 con. Lên cái nút đồ nhé. Đó, đường lên đây rồi. Ôi kìa. Nó không nhìn thấy nữa. Nó không né được ạ. Thằng kia đứng bén ở đường á. Chạy đi. Mình bọc hậu rồi.
lại được qua bốn mấy viên luôn. Để cho nó hóa này, con cục xịt viết thế kìa. Con đồ bằng bắn hộ luôn. Ui, làm sao rồi? Được rồi. Một đạp mạnh. Chua. Tính em cám. Đá mạnh. Một con thì thoải mái. Chết luôn. Chết à? Trời nhỏ bưởi. Vô ảnh cướp. Nó phải tiết kiệm đạn. Thú nhìn bị chó cuộn. À, đầu bò. Đầu bò đi làm nào biết. Đó, đông mấy rồi. Nó vây. Có bom chết con nào này. Ủa. Ui. Ủa. Chết rồi. Ủa. Đây ra đây, có bình xăng. Ok. Nữa à? Ui bé, phải cháy cái này. Nó đạp, đạp vào cái bãi cháy của nó. Hết cả đường để đi rồi. Tôi giết được một con rồi nhá. Ngon à, nhưng mà tiền đủ đô. Ui. Tết đường. Dùng móng. Rồi, hai con cuối rồi. Vâng. Sửa đôi thằng bắt con này. Bỏ sao. Chuột, quay mà né nhầm bên. Mày ghét. Mày mà né được rộng. Cho anh ta không cần được thằng đấy rồi. Ồ, bắn sọt gắn thằng đấy thì chắc là. Thế là gì? Máu là mất. Một khẩu ngắm có vẻ ghê. Vâng, thế là đúng kịch bản rồi. DLC này hai đứa súng, DLC kia hai đứa phế. Vâng, nếu thằng già này hướng dẫn con này cách sinh tồn. Vâng. Nhưng mà anh ấy chết ra. Đấy là thằng, đấy là cái chết đẹp rồi. Chết thì do một thốn đấy. Phải là chắc để cắt ở đây nhỉ? Không bị dài vãi. Không, không chắc không dài đâu. Tôi nghĩ sắp hết bén rồi. Chắc thêm lần nữa là hết. Rồi. Săn bắt rồi này, săn zom rồi này. Vâng. Về lại đây rồi. Nó về lại tất cả các map đấy. À đây rồi, lần này sẽ gặp ruồi. Ừ. Để xem anh già có chiến thuật nào không? Chiến thuật là bắn thẳng một mồm chỗ thằng hình. Remember. Đạn nó đã cho lại đấy. Chết rồi, chia lại rồi, phải không? Bây giờ đi trên kia, mình đi dưới này thì phải. Và tôi cover từ phía cao rồi. Chúc mày vào đây à? Ui, có mấy con khủng rồi. Đủ trong mặt nước, biết có sự tiêu được không?
absolutely do not try fighting it. Okay. Khổ sở tiêu đi thằng. Đường là thắt anh. Đường trong thứ. Rồi con này giờ đầy đủ kỹ năng. Mấy đứa đấy, nhìn ở trên kia là mấy đứa đấy. Nhiều lắm. Chắc phải 4-5 thằng cơ. Ở trong nhà này 1 thằng. Được chứ. Mà cứ nhìn cái đứa này chắc xử đứa đấy à. Ừ. Tôi đi lên các mái nhà kiểu gì tiếp rồi. Ấy giống cái Survivor Elite tôi chơi bị tù quá, một thằng đứng trên nóc nhà bắn ngắm thằng ở dưới không súng tỉa. Survivor Elite để em biết mày có con đây thì biến mất rồi. Tôi đang hơi tệ, tôi nhảy lên mái nhà của nhà kia rồi. À đây, con này ở trong nhà này cơ. Bỏ qua đi. Hớp này. Cái chỗ mà có khó. Vâng, đội tác y như thằng bố. Nó đang đi xanh à. Thỏ kìa. Shit, are you getting worse? Save water for Romash. Tôi chỉ đi lại lại ở trong khu này thôi. À, anh hỏi phế. Phế kẹp, có tầm nhìn nữa. Phần lớn là người ta là nhìn thấy bén. Bí thì mình bắn hộ. Làng vẫn là nhìn bình đấy không? Rồi, chắc chả cần đút rồi, vẫn hộ. Đạn nước gọi là nhiều. Mỗi lần một bàn cờ đấy, đi xét đạn rồi. Hình như là với thằng đấy thôi. Ờ, à, với tôi thôi, nhưng mà ông nhặt cũng chả hết được đâu. Ui dồi. Đây, đến nơi à? Ok, they should cover us. Better head back. Ờ. Mixed in with the supplies. Bài tập ám sát. Nó chỉ đến thế thôi. Bài tập ám sát. His face turned white as a sheet. Chẳng phải có đánh một con nào đấy khủng hay kết thúc. Irina. It was one of the names on the list. I found out later that Irina was his sister. Irina là con thằng già này sao? À, vâng, đây là lý do thằng già nó ở đây ạ. Chắc tuyệt vọng rồi. Cha đi tìm xác con gái à. The old man changed once. Ui dồi, nhảy từng mát. Thế còn bao nhiêu mát nhỉ? Còn này ra còn cái thế thế lòng đất thì phải. Thế nhiều lắm. Thế thì dứt điểm rồi. DLC thấy ngắn thế nào. I think he was scared. You know. Mà chắc chỉ có một phần chơi thôi nhỉ, không biết còn đổi ăn nữa. Không có chỗ để chọn để đổi đúng không? Kích phát vào luôn ấy. I didn't believe we could get his daughter. But I heard that he tried so hard to be alone. Đi tìm đứa con gái, may mắn tìm được xác. Thì ra đây là đi tìm nó có thì chắc nó. Let's go find out what happened to him. Lại nhiệm vụ chỉ có đi bắn giết thôi à? Phải chắc thì chết đâu. Không có điểm yếu đâu. We better take them all. Bắn thử. Đó cái khó của con mấy con này. Bắn thì cứ chết à. Kia rồi. Một viên. Mình là dí mưa nha. Lòi cái điểm yếu ra. Đây rồi. Bắn cụt đầu rồi. Thải vãi đâu rồi. À, thế là phải bắn từng viên. 7 con nữa kìa, chống cổng thôi. Chân to. Hey,
Cú bắn cụt hai đầu luôn. Ủa, chứ là quên mất không có đồ nghề gì ạ. Tôi có máu đấy. Chứ là chưa được bị dồn rồi, anh không? Mấy con này toàn... Nhanh mà. Ủa. 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 Anh ơi, không có máu đâu. Tôi có máu. Một cây duy nhất. Một đêm duy nhất. Ok, vẫn vô chúng nhỉ. Qua này rất hẹp quá. Không được, tôi bị bắt rồi. Tôi không phải cứu. Không, cứ tập trung chặn. Cái đường hẹp. Rồi, có ai định cứu nó đâu không biết. Nó là thằng kia, nó câu hết cả đám kia đi rồi. Vẫn ngắm á. Còn không có cái điểm yếu nào để bắn luôn. Tay còn lại em. Đấy, rõ ràng nằm ở cái tay rồi. Sao? À, con khủng nhất kìa. Có mà móc cua. Nó rồi, giờ hai súng. Mày đuổi thằng nào? Tôi bắn đây cho. Tôi sang bên này. Nó sẽ thò. Mày đuổi ai? Đuổi ai? Đuổi! Móc cua. Nó lên móc tôi đi. Nó cay rồi, nó chuyển qua trong mổ rồi. Cẩn thận, nó vào vải nó bắt chết luôn. Nhưng mà tôi chết được. Thấm mãi ngồi nha. Ra. Từ con chó ăn thịt rồi. Chết rồi, chết phép. Finally. Chuẩn bị cắt cảnh tiếp. Let's press on while we can. Nhảy cảnh. Mày nó không định 32 con. Assassin biết phải nhảy hết và chị béo luôn nữa. Két lương nhé. Hết này hết cả máu nữa. Em nhầm. Nào lên nó. Nó là khôi hàng này.
nhầm. Ok, chết đi kinh, đâm mũi rồi. Mình xăm. Da bị cắn rồi. Mình làm con nữa. Rồi. Chết rồi kìa. Mà lại còn cái cháu này à. Thời gian kiểu trên châu. Area is clear. Let's keep going. As you say. Mà ném cứt. Đúng thế nhỉ. Chó.
cục cái đầu ấy rồi. Ok, phải cầm lén. Nào không biết. Chưa nào, giờ đứng ngay dưới chân mày khỏi ném. This building looks promising. Think there's anything inside? Great. Let's check it out later. Ok. Nhìn gì cả? Anh ơi. Ngon, mà tìm máu. Còn nữa bạn. Chịu bắn vào đâu nữa. Đây lên đây lấy đồ à? Khi nào nó làm sao? Ồ. Khẩu nào đi đây? Chuyển pin đi. Ủa? Quán châu ạ. Tôi còn 6 viên thôi con ạ. Được rồi, dùng để bắn thằng mấy anh trên kia đi. Bọn này chắc đôi cân được. Thổ rocket. Đúng rồi. Nếu thằng hổ này này. Úi dồi ôi. Luôn. Gì rồi. Ngày. Rocket chắc chỉ được 1 viên nhỉ. Ờ, bởi tôi chạy vào tôi nhặt lại đèn pin đây. Vâng. Thằng kia sắp ăn cám rồi. Vâng. Này. Trên kia có con súc nha. Ok, ấn nhanh kìa. Em bị lặng nút kìa. Không phải chú đang quăng quay. Nó không quay nữa. Đằng sau kìa, con súc sinh đằng sau kìa, hai con súc sinh. Mình cứ nấp ở cái cục đá này cho an toàn. Úi dồi ôi. Vừa mới pho có mặt ra. Cứ thông thả với rất nhiều thời gian. Úi dồi. Wow. Bẹp.
6 con Let's patch ourselves up at least. มีรูปเทมโดได้ไม่เกิดนะหมดเกิดอะไรที่เราอันไหนจะเอ็นได้กว่าเหลือป่ะรอยไปอ่ะโอเคพี่ฮ่าเกือบไตทอก็เกือบมันก็จริงๆข้าวมันแฉมอ่ะไม่เนาะเกือบเอฟแล้วอุ้ยจบชวนไปเน้นเศร้าตัวซื่อเนาะหันตัวด้านนะอุ้ยท้ายทางก็ท้ายทางปุ๊บไว้เดี๋ยวเพิ่มแก๊สบันเสริมยึดจักเดี๋ยวไปยำเดี๋ยวมีโอ้ยคอนไฟคอนเทนต์มาละเดี๋ยวจะไปทำน้ำหนักบนน้องน้ำทางท้ายทางไหนเธอต้องอบก่อซากวางมือเดี๋ยวห้องเล่นได้อะท้ายทางเล่นได้เยอะหน่อยkia còn mấy con chúc chúc nữa kìa đâu vậy phía trên không có gần hai con chúc nó cũng là bị kẹt ạ chết một con nữa nó cay rồi im nhầm เดี๋ยวตัวมันหนึ่งจ่าไม่รอนะมีน้องป่าพี่เลยหนึ่งน้องรอก่อนมุ้ยหลุดไปเจ้าchứ đó lại rửa cho mổ quá mình này nó không giúp này mình đang bận ở dưới này rồi mình đang thay cái tre tục xuống ngủ mãi nổi giờ bị khép áp rồi nó là con chó vật mình đang ngủ à chết rồi vung có thùng bị
xuyên bộ. Chị thôi, quái nội, quái nội. Chị nào. Vâng, đúng rồi, nó đập vào thùng kìa. Nghịt nè. Chị đọc nó lại đỡ cho không ngủ ạ. Tao mãi chết một con này. Ông bắn đang lục chắc phải đến đằng sau đó. Tôi đang ngắm bao phát. Có cái chuột đó rồi. Ừ, nó đập bay xuống rồi, phải không? Đây là nó chiếm đất của mình. Sao thiếu hãng hay sao chơi? Bom nhiếc còn gì không? Không, chả còn cái gì luôn, còn vẫn đang lục. Sam. Nhưng mà còn bất kỳ cái gì khác tôi đã dùng rồi. Đây là hung thần số 1. Không còn gì. Bazooka, lúc này cho phát xong. Đây tôi, một cháu ra đi. Ngon ạ, à. Đạn kia mới thấm đâu. Đây, đi qua đây là nắm đi. What? Chụp đâu ra không biết. Ngon à, cố gắng giết được. Đi bóng muộn. Đây, tôi đi về phía này là nó sẽ hở lưng ra rồi đúng không? Ué, thằng này chọn tôi đúng không? Sao không phải ngược lại? Giờ đi tôi giết. Ui câu này, phải không? Nó còn đập kiểu chết béo nó luôn ý. Thế đó này. Con lên thử này, tôi vờ được kia. Đấy, xong rồi đấy. Đẻ, mất con này. Không, con đang chạy chỗ ông Minh à? Có khi tôi phải chạy lên trên đấy ấy. Chạy bám điên, chạy bám điên. À, mày có con điểm yếu ở đầu. Không, tùy ấy, hên chui ấy. Con lúc nãy tôi giết điểm yếu ở chân. Ừ, thì tôi bảo con này may quá điểm yếu ở đầu ấy. Đấy, con này đi. Còn 5 viên, cẩn thận. Hớp bên kia có hớp kìa. Nhưng mà bên đấy chịu rồi. Tôi vòng qua bên kia đây. Đây à. Vâng, nó chỉ bên kia rồi. Vâng. Woo. Con cuối cùng. Lại là bảo con đấy nữa thì ăn cứt này. May mà. Còn một thời gian đúng không? Lại còn thời gian nữa. Đây à. Ôi, con này bị lát rồi. Trong nhà, trong nhà. Phòng này không vào được. Tôi bắn. À đây là nó ra rồi. Không ra được. Đừng đứng. Mình đứng từ đây bắn vào thôi, nó không ra được cái chứ. Phòng thử. Nó mà chém thôi, ngon rồi. Nó phụt được xít đấy. Tôi đang định thử mà ông thấy tôi bị. À, sao lỗi sau này không biết. Bây giờ điểm yếu nó nằm chỗ khác thì có mà bắn. Ở đây còn đường kiểu này nữa. Vừa còn một viên thôi. Còn hết rồi. Viên đạn có bom không chưa? Không. Thằng quân còn 56 viên đạn tỉa kìa, sao bảo hết đạn. 23 viên, 2 viên mắc 5 gì vậy. Đạn của cái gì đấy? Không phải đạn của tỉa này rồi. Đạn AK vãi luôn. Ôi xong rồi. Cửa này bị lát không mở được ấy.
Huyết đạn nữa mở được ạ. Còn cuộn huyết đạn này à? Chưa, còn mười mấy viên, 25 viên. Mình đang tìm cách để chắc chắc ăn, chứ bắn hết 25 không ăn cám. Làm búc vẽ này. Nãy thấy có một con đây, nãy tôi thấy nó đứng ở trong cái góc đấy đâu, nên nó có di chuyển không? Nãy tôi thấy nó đứng trong góc khác, nó không phải đứng đấy á. Sao giờ lại bay vào đấy? Ở đây nó di chuyển rồi đúng không? À, mà nó chỉ đến được đây á. Thế câu ông đi vào trong nhà kia đi, xem nó ra được đây không? Nãy nó đứng ở đây này, đứng đây bắn nó mới dễ. Sang đây chưa? Kẹt cứng ở kia. Đây, đứng hẳn ở đây đi. Bây giờ nó phải điểm yếu, nó phải chỗ nào dễ dễ tí. Mình thấy á, không phải cái nhà đây. Cầu nguyện. Nó kể kìa nhỉ. Ờ, nó di chuyển ra đây rồi, yeah. À. Ôi ngon à. Ngon. Ô, chạy thoát. Cắt cải. Có khi ết rồi, nhiều lắm rồi. Không còn đạn để chơi nữa đâu. Ờ. Bay về nhà rồi à? Look at this. I think Irina wrote it. Ủa đời. Máu, con kia đi lết ở đấy. Without a single word, the old guy read his daughter's last words. Bà, hết à? Rõ ràng là chết rồi. I don't want to do this to my dad. I can't die here. If he wants to be overprotective, let him. I'd rather put up with that than make him spend the rest of his life wishing he protected me more. As for the old man, hết rồi. Đến cuối đoạn đường. Chả có gì cả, chơi nhạc đó. Hết rồi. Bắn trâu ạ. À, quyển sổ thằng Barry vứt lại. À, nó tìm rồi, nó biết rồi. À, hóa ra cái quyển sổ bắt sáng lần trước ạ. À. Kìa, chết à? Tự sát à? I have lived on this island. I will die on this island. Ông già tự sát rồi. With Irina. À, thằng nào nằm lên giường. I do have to. But now, you have all life ahead of you, Krosha. Sao, dạy cho bao nhiêu kỹ năng rồi đi à? Vâng, bà vẫn không nói sao, con này sợ rồi. You should wash Malthus with soap, Moira. Ở trong này ở đây chỉ để kiếm con gà ấy ạ. Hết động vật mệt mỏi rồi. Thế là nằm đây để chết gà. À, thằng này bệnh ngán lắm. Chết thì cũng cầm khẩu súng theo, sống thế mà sống được. Rồi rồi. Xe đã cứu ạ. Được. Rồi. DLC xương ra để giải thích. À, nó nhìn thấy, nhưng mà sẽ có một kết là nó không nhảy ra. Ad xúc. Chơi đúng một lần luôn. Ad. Nhưng vẫn không. Má ơi, con cái đội chính xác ở A kìa, xúc quá không? Má khó vãi nồi ấy.
bắn ngắm cái con di chuyển á. Dung dung. 38.000 hơn 40.000 rồi. Ui 56.000 rồi. Xem còn cảnh nữa. Úi dồi, ngầu chưa? Này rõ ràng là lên. Có thể lên làm cái hình nền à. Nó chuyển kinh nghiệm à. Sao? Úi dồi. Xem anh. Đẹp à.